Tiếp đó vào chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông đi kiểm tra thực địa một số dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh, cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban ngành, địa phương. Kiểm tra thực tế khu nhà ở đô thị Mountain View tại phường Định Trung do công ty cổ phần đầu tư VCI làm chủ đầu tư, khu trung cư dành cho người có thu nhập thấp tại phường Liên Bảo do công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai làm chủ đầu tư, khu nhà ở đô thị tại phường Khai Quang, phường Liên Bảo do công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ TNT làm chủ đầu tư. Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên giai đoạn 1 do tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Disco làm chủ đầu tư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần chủ Đông nhấn mạnh, Vĩnh Phúc luôn quan tâm đến an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên quan điểm xuyên suốt lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực phát triển. Trong đó, Nhà ở là một trong ba trụ cột của an sinh xã hội, an cư mới lạc nghiệp, công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án nhà ở xã hội trên tinh thần cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền để giảm thời gian, chi phí thực hiện dự án nhà ở xã hội. Phấn đấu trong năm 2024 có ít nhất hai dự án nhà ở xã hội được khởi công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư giả soát các dự án đầu tư, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường giả soát các dự án đã được giao đất, đề xuất giải pháp xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn thiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, giám sát việc triển khai đầu tư, xây dựng bảo đảm theo chủ trương đầu tư và quy hoạch được phê duyệt đối với chủ đầu tư các dự án, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng theo các đồ án quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình trên quy đất 20% cho nhà xã hội. Sau khi khởi công dự án nhanh chóng cung cấp công bố công khai đầy đủ các thông tin liên quan đến dự án để người dân biết đăng ký mua thuê theo quy định.